Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong nghị quyết hội nghị Trung ương 9 chưa có nội dung giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an. Vì thế, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội chưa phê chuẩn bổ nhiệm hoặc phê chuẩn miễn nhiệm đối với chức danh này. Ngoài ra, Quốc hội cũng chưa thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội và việc bầu chức danh này sẽ được Quốc hội tiến hành sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét giới thiệu nhân sự. Cũng theo ông Bùi Văn Cường, trong nhiệm kỳ, gần nhất là ông Trần Hồng Hà khi đang là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng, nhưng ông Hà vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong một thời gian. Cơ quan có thẩm quyền, Bộ Chính trị chưa có giới thiệu mới, do đó trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn, bổ nhiệm hay miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Thông tin trước đó, Trung ương đã nhất trí cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, điều 4 Hiến pháp quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Một trong phương thức lãnh đạo của Đảng là cử hoặc giới thiệu cán bộ để bầu cử, ứng cử, quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội. Ngày 18 tháng 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Cơ quan báo chí đã thông tin kết quả hội nghị. Theo đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20 tháng 5, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự và sáng ngày 22 tháng 5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp thứ 7 sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 26,5 ngày. Về công tác lập pháp, tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét cho ý kiến 11 dự án luật. Theo đó, các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua bao gồm Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Lưu trữ sửa đổi, Luật Công nghiệp Quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.